Thôi dương dân các bạn cách thức để các bạn cập nhật nhân viên trong công ty để có thể theo dõi. Các bạn vào mục khai báo và chọn mục nhân viên. Các bạn có thể thấy là chúng tôi đã khai báo sẵn một số các nhân viên ở trong này. Chúng ta ấn phím Ctrl N để thêm mới. Ở đây mã nhân viên sẽ tự động được tăng lên thêm một số và các bạn có thể đánh vào là tên nhân viên là Nguyễn. Thực tế là trong công ty thì có nhiều phòng ban nên là cái đối tượng nhân viên này ở phòng nào các bạn có thể chọn vào phòng đấy và chúng ta cập nhật vào đây là chức vụ. Chúng ta đánh dấu vào là nam hay nữ. Cái này cái khai báo cái nhân viên này thì sau này chúng ta còn sử dụng để vào cái mục đích là chúng ta chấm công và có thể tính lương. Nên các bạn cố gắng khai báo khá đầy đủ về đối tượng. Ở đây ví dụ như là các bạn có thể là ghi ngày sinh là như này, số chứng minh thư nhân dân, các bạn đánh vào thông tin đầy đủ. Thế thì ở cái chỗ tiền lương thì các bạn thấy là các bạn có thể đánh vào cái mức lương của cái đối tượng này. Các cái trường hợp như là giảm trừ gia cảnh các bạn có thể ghi vào cụ thể là giảm trừ gia cảnh như nào ở đây. Các bạn lưu ý là đối với cái nhân viên ở trong công ty ấy, thì nếu mà đơn thuần không liên quan gì cả đến vấn đề thanh toán thì các bạn có thể không đánh dấu, nhưng khi là một người nhân viên thì họ có thể phát sinh các cái chứng từ như là chứng từ tạm ứng tiền lương. Vậy nên chúng ta có thể theo dõi thông qua cái tài khoản 141 thì chúng ta phải đánh dấu vào là cái mục là khách hàng và là nhà cung cấp để mục đích là nó cái mục nhân viên này nó sẽ hiển thị ở trong cái phần khách hàng và nhà cung cấp để chúng ta có thể cập nhật số liệu. Sau đây chúng ta chọn lưu và đóng.